Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, sáng nay, Đại hội Công đoàn Cơ sở Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Sơn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Doanh nghiệp đã triển khai thực hiện hiệu quả 6 trên 6 chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, trong đó đã làm tốt vai trò giám sát, thực hiện chế độ chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động trong toàn doanh nghiệp. 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động đúng quy định, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, có việc làm và thu nhập ổn định. Bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng, tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ. Mặt khác, Công đoàn Doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động. Hàng năm tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chấp hành Công đoàn đã thành lập các tổ an toàn COVID-19, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Qua đó vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa ổn định sản xuất, kinh doanh. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cơ sở Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Sơn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, động viên người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả trong công việc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của công đoàn các cấp, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức công đoàn và doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.